đây là, ở đây là cái sông Ly nè. Đây, đây là cái sông Ly. Nhưng mà sông Ly này á là nó chảy xuống đây, là đây là kêu là cái đập đá lòng. Ở đây dãy núi hùng vĩ, đập này là kêu đập đá lòng nè. Đá lòng sông này là chảy xuống sông Lý, chảy xuống sông Lý, và chảy xuống sông Lý để cung cấp nước cho cái khu vực đồng mới đồng đập. Đây là cái đập đá lòng á. Nói đúng rồi, đó giờ nghe đập đá lòng chứ mà chưa thấy. Thì bữa nay lên là thấy đập đá lòng đây. Đây, đây là cái sông Lý mà chảy xuống á. Xuống sông Lý, chảy xuống sông Lý. Đây là một dãy núi hùng vĩ của ngày xưa, người ta gọi là trên này là rừng thiêng nước độc. Bữa nay bên kia là một cái rừng cây ăn trái bạc ngàn. Ở bên kia là có một con sông, tức là con sông đó là cung cấp nước cho cái hồ hồ Cà Dây. Đây là ông này, ông cũng đi tham quan nè, từ đó giờ là ông cũng chưa thấy, bữa nay là ông thấy trước mắt ông là khen đẹp. Rất là đẹp vô cùng. Cái gì vậy? Thôi bỏ rồi, coi chừng nhấp 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 cái nó xài trước á. Có chừng muối không? Hả? À, muối đem lên nó câu cá nó ăn nhậu mà. Đây, chiếc đây. Chưa, đây là coi như thì giờ được tiêu nước độc, nhưng với điều kiện là cây cối to không, chứ đâu có giờ giờ còn là vườn với lại chảy đâu không. Đó nó cầm cây có đâu, cây đó là những cây gì không, cây đó cây rừng, nhưng mà với điều kiện nó có cây cây gì mà hồi đó người ta chặt làm mấy đó. Cây làm lá đó hả? À, làm lá đó, người ta đang lá đó. Rồi thôi bây giờ đi xuống kia, cái đó, xuống ngồi dưới này. Đây cũng là một cái đập nhánh, đập nhánh để chia nước, chia nước về đập Đại Tống.
sông Đại Tống nó mới chuyển về hồ Cà Dây. Đó là một cái nhà giữ và điều hành nước, như là điều tiết nước á. Nước thì vẫn còn lớn, nước sông Ly vẫn còn lớn. Chỉ có một cánh thôi mà nó chảy dữ nè. Phía dưới đó là cái nhà để người ta giữ và điều tiết nước. Này, điều tiết nước về đâu đây? Điều tiết nước về tưới cho phục vụ cho cái hồ Cà Dây á. Ở đây qua Đại Tống. Đại Tống nó về Cà Dây lại. Lên đây thấy thú vị không? Ồ, sảng khoái quá. Hả? Hồi đó giờ chưa thấy rồi phải không? Đâu cũng lên lần hai lần rồi mà đâu thấy trên này nó sống thọ hơn dưới mình đó. Đúng rồi, cái này nó sống thọ là phải. Cái này cái gì cũng sạch hết mà. Cá tươi nè, đồ ăn gì cũng sạch hết. À. Thọ hơn dưới mình đó. Núi rừng là cũng mát mẻ hả? Chưa ra những cái không khí rồi trong lành phải không? Đúng. Còn dưới mình là ô nhiễm lắm. Rồi, ok. Đó, phong cảnh cũng đẹp nữa nè. Ừ. Đó mà đi vô quạng mấy cái đầm này cũng là một tour cực kỳ á. Nói vậy. Ở đây Tết rồi đi đây thôi. Tết rồi đi du quảng nó cũng thấm rồi nó thi vị làm sao á.